Dạ em xin chào tất cả anh em mình ha Chúc anh em có một mùa Noel uh, vui vẻ ha anh em Thì hôm nay video 273 ha Em xin uh, giao lưu với anh em mình vài combo ha anh em Đây mấy cái uh, mấy cái chỗ em để em chơi ha anh em Đó, cây nè Mấy chỗ trong trống trống là Mấy cây uh, giao lưu với anh em mình hết trơn rồi nè Trống kệ luôn ha Cũng uh, cố gắng sắp xếp cho nó gọn gàng anh em Mình tới Tết đây uh, Có cây ngắm ha Để Tết có cây ngắm anh em Mình uh, chưa có cây uh, siêu tầm cây về ngắm Tết á Thì... Uh, xem video ủng hộ anh em ha đây đây có trồng mấy cái chút cho nó có cảnh quan cho đẹp đẹp anh em chỗ này chỗ em làm cây ha mấy chỗ nè mấy cái chút anh em bên đây thì hàng nó to to một tí mấy cái khu vực kia phôi không hả anh em phôi em nhiều lắm phôi em nhiều lắm nè anh em hỏi đồ này kia mà em không có thời gian chụp á anh em tại nó nằm tùm lum hết trơn chứ làm không có kẹp á chứ làm không kẹp ở đây mấy cây em vô chậu qua nè Đây có cây bám đá đẹp đó anh em Mà cây này em vô lưu rồi Ông anh kia cũng chốt rồi Ông chuyển phản cọc em gửi lại cây đẹp ha Cây đẹp lắm Già dạ lắm anh em ơi đó. Rồi em vô mã số 1 ha anh em Dạ, một, mã số 1 hả anh em Mã số 1 uh, combo 5 cây xăm hương ha Bữa lên uh, uh, Một combo thì anh em uh, alo Chốt được uh, mấy cái luôn ha anh em Đâu hết mấy chục cây rồi, à. còn có mấy cây nữa Em gom gom lại, giao lưu với anh em mình Nói chung mấy cây này già lắm anh em ơi Già lắm ơi rễ thì có sơ 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 nè Vì anh em mình vệ sinh này uh, dọn dọn là Vô chậu chơi ha, giá có mấy chục ngàn cây thôi Bao ship nữa, cây này đẹp luôn nè Cây nào cũng nói già già hết trơn anh em tàn già mình nó mày cứ ngắt hết trơn cây nào cũng già hết rồi. vì anh em ghép tiêu cảnh thôi vô chậu chơi ha trời lạnh cái nó hơi bị nghẹt mũi chút xíu nè nói chuyện nó hơi khó nghe ha rồi combo 5 cây này em giao lưu với anh em mình là hai trăm rưỡi hết em hai trăm rưỡi bao ship ha đó, cho tí anh em nào à, lô này có chốt rồi thì anh em có chốt nữa thì alo em lựa ra 5 cây gan cho đó anh em nói chung là em lựa 5 cây tàn nó mịn tròn rồi em mới giao lưu với anh em thôi Mấy này mấy chục ngàn cây mà em lựa Nói chung mà, toàn đẹp chứ gửi cho anh em không à. Chứ anh em cứ an tâm đi ha Mấy cây nào cùi cùi thì em bỏ luôn cũng được Đó. 5 cây ha anh em 5 cây 250 anh em Bao ship tiền ship hết 70 ngàn này Tiền ship cho tiền thùng ha Và mã số 2 ha anh em Mã số 2 combo 4 cây anh em ơi 4 cây linh Sam ha Linh Sam gieo hạt nè anh em 4 cây chung tàn em làm sơ sơ cho rồi Mấy hàng này em còn cù lại ít của cái lô trước Em đem lên em giao lưu em thanh lý cho anh em mình ha Cây thì anh em coi nè Già già hết trơn rồi ha Già gậy quái hết trơn rồi Đó. Già gậy quái ha Combo 4 cây ha anh em 4 cây chỉ có 550 thôi anh em 550 bao ship thôi Tính ra 1 cây có ba trăm ba mấy ngàn Mà em còn bao ship cho anh em mình luôn rồi ha Cốt thì anh em coi này. nè Anh em tính để nuôi gin ha anh em mấy cái mắt mầm rồi nó nó búng ra trơn nè em cắt giật rồi tại cốt em nuôi bự lên trơn rồi cái công đoạn đầu á nuôi cốt thì nó lâu hả anh em lợp xương nó thì mau lắm anh em coi nè lợp xương á hồi cắt đây nó bung ra nữa anh em lợp cái nữa, nó, muốn ấm tàn rồi đó, anh em coi nè này. này em cắt giật hết trơn rồi nữa anh em lợp lại nữa cho nó ấm tàn ha đó, thằng quái đó anh em này một cốt nhưng mà nó duyên ha nó combo bốn uh, cây ha, anh em bốn cây năm trăm rưỡi bao ship cây như có trăm ba mấy ngàn anh em trăm ba chục ba mấy ngàn vậy ba mấy ngàn nó còn bao ship cho anh em nữa ha giờ tiếp theo là mã số 3 ha, anh em số 3 cũng combo 4 cây luôn ha anh em linh sam ha dẻo hạt gin anh em xem nè cây quái lắm ha quái già lắm rồi cái lô này lâu lắm anh em còn cù lại á em bỏ tùm lum hết trơn em gom gom đây em chỉnh sửa sơ lên giao lưu gậy ghẻ, ghẻ cho anh em mình về chăm chơi ha cho nhiều quá trời hết chăm sóc nổi này em ơi Nói cây này rồi cây kia tùm lum chân bự nhỏ nuôi tàn rồi tùm lum hết Và em thanh lý cho anh em mình bớt kiếm tiền xài Tết ha Anh em mình thì có cây về mình chăm chơi Tết đồ này kia Nghĩ lỡ dài dài có rảnh đem ra cắt tỉa chơi ha Đó Anh em xem này Cao tầm cỡ 20 anh em 20 20 xăng không Cây dài dài chứ anh ơi Dài khú không à Rồi À, mã số 3 4 cây hả anh em 550 bao ship mã số 4 hả anh em mã số 4 à, Hồng Ngọc Mai anh em ơi còn mấy cây giao lưu nó hết cho anh em anh luôn cái này dòng này em không có chiên ha không chiên về dòng này còn mấy cây à siêu tầm chia cũng anh kia được mấy cây giao lưu với anh em giờ còn mấy cây nữa uhm, chia là cho anh em cho hết luôn ha nè nó đang ra bông luôn anh em này đem về là chơi bông luôn rồi, nè có bông luôn ha hồng ngọc mai ha cây thừng chậu sống khỏe anh em coi nè búp 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 lừ hết trơn luôn anh em nhiều lắm ha cái đọt này nó đang ra Nè em chưa có tỉa luôn để cho anh em mình đỡ tỉa về chơi bông đi nè chơi xong mùa bông đi cắt tỉa sao cây già lắm rồi Thân này tầm bằng tay cái nữa cao tầm 20 mươi xăng bay, ngang hơn 20 mươi tí đó, cây thần chậu sống khỏe cho anh em mình ha rồi 230 trăm ba ngàn mã số 4 ha bao ship cho anh em mình có luôn chậu luôn mã số 5 anh em linh sam gieo hạt vô trong chậu rồi ha cây thân chậu rồi, thân chậu sống khỏe cho anh em nè. Dán bye 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 này dán đây bay bay đổ quá nè anh em bay bay qua ha Đó. dán bay 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 quá anh em rồi cây này em xin giao lưu với anh em mình là 280 k anh em 280 k bao ship cây anh em nhìn tàn nè nhìn để trong phong khá đẹp ha anh em 280 ngàn thôi em Bao ship luôn chậu ha Chậu bám mấy ha Mã số 6, 6 anh em ơi Mã số 6, 6 Linh Sam ha Gieo hạt ha Cây này tôi cũng hở mua anh kia chốt rồi Mình không lấy cái này lên gieo lại luôn ha anh em Cây khá đẹp luôn anh em Anh em coi một cốt nhưng mà tàn xuống anh em coi nè Nhìn nó hoài hòa ha Đẹp để nhìn sao phong anh em coi nè Nhìn nó đẹp nó sang sang sao ha anh em thằng đó nè Nhỏ hơn tay cái em ha một cốt đi xuống Trên đây làm gãy luôn em vô chậu anh em coi nhìn nè nó hoài hòa rồi ha này tại cái này cái 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 bàn xây em nhìn nó không được bắt mắt anh em có cái đồn á nó vừa ha nó nhỏ cái này lại nè anh em để lên cái là nó đẹp luôn tại này nó bự hơn nè bự hơn cái cây cái để cái, cái bàn xây bự hơn cây bởi nhìn vô nó không có được đẹp rồi ba trăm ba anh em ba bao ship mã số 6 mã số 7 anh em mã số 7 linh sam giao hạt nữa ha ghép 86 luôn nè đó cây vô trong chậu tượng sẵn đó ha sống khỏe cho anh em mình rồi về chỉ việc cưới nước chơi thôi ha anh em rồi, cái loại 86 này nãy giờ quên nói với anh em mình nữa gửi đi xa nó sẽ bị vàng lá rụng lá ha về anh em mình thì cứ mở hàng ra để nó nhẹ tưới nước bình thường ít thơm ra là lá mới ha anh em anh em đừng có sợ ha, anh em đừng sợ cứ về mở hàng ra để nắng nhẹ tới nước bình thường ít thơm ra lại lá mới. Nha. Nhiều anh em mới chơi đồ nhận cây xong rồi cũng uh, sợ lắm rồi gọi em em thư vấn rồi ít thơm cái gọi phản hồi lại là okay, okay, ok rồi, cây ok, ra lá rồi, nhiều cây ra bông luôn ha anh em. Thằng quái, loại 86 nó khác hạt gạo lắm ha. Khác, khác xa hạt gạo, gạo cực kỳ khó chăm luôn. rồi này thì dễ chăm hơn tí. Rồi cây anh em xin lưu với anh em mình là 350 hả anh em gửi bao 30, ship chậu tượng hết 80 ngàn anh em ơi Giá mềm lắm anh ha gửi bao 30, ship Mã số 8 Một cái cây tùng Sâm xâm bất cư anh em ơi Tùng xâm bất cư ha Cái này em làm tàn cho anh em mình rồi nè Đó Làm tàn bóc lũa cho anh em mình trơn ha Cây nhỏ nhỏ mà nhìn duyên lắm anh em Cái tàn nó bự cho bá luôn á Cái tàn nó bự lắm mời cái này anh em anh coi nè em cắt uh, hết trơn hai bên xung quanh này ha đó, cắt xung quanh hết rồi. để em là giữ cái bộ tàng nhỏ đó anh em bộ tàng mini nhỏ ấy thôi anh em chơi nè cây duyên luôn ha đâu có cần chơi tàn bự đâu cây thì anh em coi cái tàn nó chùm mâm bự ra như nè mà em cắt gọn lại á rồi em làm lũa ha thăng đó nè anh em to ha to hơn tay cái anh em nè đó mini nhỏ thôi này cao chắc tầm cả mười mười sáu xăng ba anh em mười sáu xăng ha cây nhìn khá là duyên luôn ha anh em nhỏ đã ha viên ha này còn mấy cây ha. làm tối còn như ba cây anh em ba bốn cây rồi em tối em canh cảnh làm được cây lên giao lưu với anh em mình ha rồi cây này em xin giao lưu với anh em mình là một nghìn hai trăm k thôi anh em ngàn hai trăm k bao ship ha bằng giá hồi xưa thôi còn mấy cây lấy lên giao lưu cho anh em mình cho hết luôn gom gom tiền để uh, cho anh ở xài tết anh em ơi và dạ, số 9 hả anh em số 9 à, cây uh, tùng uh, sâm ba cư nữa nè cây này thì uh, lên chậu ha lên chậu rồi lên đâu cũng cả tháng anh em em à, mình xem ha Cây gì ok lắm anh em Thăng nè to hơn tay cái em ha cây này siêu quái luôn quái gì? lùng tè luôn ha lên chậu tàu luôn em chậu tàu lên cho anh em mình chậu tàu luôn đắp kêu cho anh em mình luôn rồi nè cây này nuôi ít thơm nữa cho nó tàn nó nó, nó mịn mình lên đẹp ha tại cái tàn nó nó bự anh em làm mình nó, nó nó, chi tiết nó kỹ kỹ nó hơi khó một tí anh em mình để cho nó ít hôm nữa đẹp cây này dáng viên đẹp hết nè giáng viên đẹp luôn lũa cái cọng lũa này nó hơi bự đó. vậy anh em bóc nhỏ lại xíu cho đẹp hơn mà thôi tạm thời anh em cứ để vậy đi qua năm mày bóc tiếp ha thì qua năm cho nó khô khô xíu á anh em bóc mình mài vũa nó gọn lên là nó vừa đẹp luôn anh em khi có voi uh, hay lưu bình gì đó anh em mình tha lên cho đẹp ha mấy cái đó em không gành nữa đó. em chỉ biết bóc lũa thôi em chưa tha đằng nào hết trơn chưa mua gì tha trơn tại vì mới làm xong rồi anh em mình chốt trơn đâu có cây chơi đâu rồi cây này em xin giao lưu với anh em mình 1 một nghìn bốn trăm k anh em bao ship có luôn chậu luôn nghìn bốn trăm k bao ship có luôn chậu khá duyên đẹp ha mã số 10 anh em mã số 10 một cái cây tùng sâm bậc cư ha cái dạng này hơi to một tí ha em tầm nó tầm trung chung đàn dài tầm cỡ 40 mươi anh em thăng nè to hơn tay cái, cái em ha to đến bằng thôi đó. cây già lắm anh em mấy loại này tại vì bên kia người ta nuôi nuôi trong cái chậu luôn anh em nuôi trong chậu này nè nuôi trong chậu luôn tàn ha cái này em chưa có bóc lũa hay là làm gì thêm chưa thì anh em mình về mình tự tạo tác lên ha cây thì nó khá là mịn này anh em để về chơi cũng được anh em coi lá nữa nhiều anh em sợ rồi cái dòng này bên mình nuôi không có tốt rồi này kia ha bên đây em có làm gì đâu em để đại đó em bỏ nó anh em bỏ đại đó không có bỏ phăng gì trơn khoăn này cái gọ này của bên kia người ta bỏ tới giờ này. em bỏ đại vậy luôn em nó không có thêm phần thuốc gì hết trơn cỏ nên coi một tùm lum hết trơn mà nó vẫn sống khỏe cày cày ha mạnh lắm anh em trâu lắm trâu ghê lắm thằng quái lắm anh em tàn già nó về anh em nuôi thêm ha rồi hai ngàn rưỡi bao ship anh em ơi hai ngàn năm trăm k bao ship luôn chậu ha chậu này không biết uh, chậu tàu hay chậu gì nữa nè mà chắc uh, chậu, uh, chậu tàu á uh, anh em này, nhập bên bến về mà rồi 2 ngàn rưỡi bao ship Tàn Mã số 11 ha Mã số 11 cây tùng la hán anh em ơi Cây này siêu quái luôn ha Cây này ý tưởng của em là làm gừng trên thăng anh em Gừng trên thăng ha Thăng nó bay bay qua cái làm mấy cái tàn tàn ra Làm như gừng đó anh em Gừng trên thăng ha đó. Cho nên là lạ tí ha nhưng mà anh em mình để bàn trà ha, để bàn trà cái mình để có cái phong sau anh em nhìn nó phiêu phiêu lắm ha. Nó lạ anh em. Nó lạ nó phiêu phiêu ha. Cái này có kia rồi cho lạ, tại mình để bàn trà mình ngắm mà. Anh em mình bàn trà anh em để một ít uh, cây lùng lực trên bàn đồ rồi, mấy cái cây để sao mấy cái phong đồ anh em cho nó phiêu phiêu ra nó bay bay vậy nè, nó cao cao ha. quái đồ anh em nhìn vô nó nhìn nó đã đà, đà đà nó lạ lạ ha. Chơi lùng lực rồi dí cũng chán ha anh em. Mấy cái này giống như cây trang uh, trí cho nó đẹp nè. Đó, anh em nhìn ha, phiêu ha. Đẹp lắm nha anh em. Là lạ đâu ha, anh em nó thích lạ lạ thì giứt cái này ha anh em, 450 bao ship ha. Thằng này to hơn tay cái em, cao 1 gan tầm 40 xăng ha nè. Tầm 40 xăng Quái lắm ha anh em. Rồi, 450 bao ship, Tùng là hàng ha. Mã số 11 ha anh em. 12 12 à, 3 cây linh sam gieo hạt hết em này em ghép 86 cho anh em mình rồi ha về anh em vô kẻm mà uống là cũ nè to bự lắm anh em to bự quái lắm có cây này thì một cốt ha một cốt đi lên nhưng mà được cái nó siêu quái nè nhiều anh em lại kêu em tìm mấy cái loại này ha Rồi một cốt này nè anh em lại thích một cốt á nó mảnh mai nó đẹp quái anh em xem quái ha cũ bự này cũ bự này thì siêu bự luôn đặc quẹo luôn cứ, cứ ngắt bự lắm hết em Rồi ba cây này em xin giao lưu với anh em mình là 450 anh em 450 bao ship Giá này quá nhẹ luôn anh em ơi Cây bự à, đã ghép 86 rồi à, Vậy anh em vô nhôm uống rồi thôi Có 150 ngàn cây Em bao ship cho anh em mình luôn ha Rồi ba cây à, 450 bao ship Và mã số 13 anh em Cơ... À, một cái cây uh, linh sam 86 mươi ha cây vô trong châu tượng anh em cây này già đó rồi cái dòng 86 á, uh, thì gỡ đi xa nó sẽ bị vàng lá rụng lá ha, anh em về anh em cứ mở hàng ra để nó nhẹ tưới nước bình thường ha ít ra lại lá mới nha à. đó anh em cây này nó già cây này gỡ đi chắc rụng hết trơn luôn nè về là nó ra bông cho anh em mình chơi luôn cây này uh, tưới uh, anh em mình lấy cái thao á uh, bỏ nước vô cái mình nhúng cái này vô soi hết bong bóng ha tại cái chậu này cái miệng nó hơi nhỏ nè nên nó, nó nó anh em tưới nó chào ra ngoài không à nó nó nhanh khô lắm anh em phải lấy cái thao nhúng nó vô đó, nó sẽ lâu khô hơn anh em mấy cây nào chậu nhỏ nó cũng vậy cao nè từ cái miên chậu lên nè một gan tầm cả 30 30 ha anh em tầm cả 30 xăng ha cây tàn già lắm anh em tàn đang che cho ông Thiên đang đọc sách ha đó rồi cây này em xin giao lưu với anh em mình là 1.000k ha anh em bao ship trước ngàn hai ha Chờ thanh lý cho anh em mình 1 ngàn lấy tiền xài tết anh em ơi mã số 14 một cây uh, Duyên viên tùng hay ngạo tùng gì anh em biết cây này có lên video chưa nữa mà em thấy nó đẹp đẹp lấy lên lại cho anh em anh như cây lên gọi gì ta em nhớ nữa rồi lên nữa đó anh em bữa nay giao lưu với anh em mình 300 thôi 300 bao ship đó anh em có luôn chậu với anh em mình Duyên trùng ngạo tùng vậy cây thì nó phát triển mạnh anh em bung đọt bút bút búp chân này ha bung ra đọt ngon chân này cây khá là duyên đẹp luôn ha. À, tàn đổ ha anh em. 300 bao ship luôn chậu ha. 15 ha anh em, một cái cây uh, linh sam xong uh, hình lá chung ha. Xong hình lá chung, cây mười uh, 19 ha anh em, cao 25, ngang 30 ha. Cây này có cái lỗi đây là cái cái chậu anh em. Chậu chỗ này nó bị uh, lỗi đây ha. Vì anh em có mấy mài á uh, mài mấy chân rồi lại cho để nó bằng ha, anh em. Mài ba cái chân kia lại cho nó bằng với cái này, nó bị sập xỉnh anh em đó không có cái chậu dừa để thay nó nữa đó, quay cho anh dòng anh em anh xem tàn già lắm rồi đế cũng tương đối là đều tự nhiên luôn hả anh em cây này à, uh, hoành 19 ha cao 25 ngang 30 tay cành tàn già mịn này 600k thôi anh em bao ship luôn chậu ha vậy anh em lấy cái máy mày cắt cái này lại mày ba cái chân kia lại ha cho nó bằng cái chân này để uh, im ha anh em đó cây già lắm mày em xem Già khú à. 600 thôi nè, Bao ship luôn chậu Mã à, số 16 hả anh em Một cái cây sầm núi nè anh em Cây này à, uh, hoành 16 ha Cao 22, ngang 32 Cây dáng lắc lượng khá đẹp Cái này nó hơi bị thụng cái này Nên nó nghiêng nghiêng cái cây hả anh em Về chỉnh chỉnh nó gì nè Sẽ đẹp hơn ha Để em đề nó cho nó nghiêng ngay Rồi Đỡ đừng chút Về anh em chỉnh này xíu tại cái bầu nè Bị thụng cho này nè ừ, về anh em mình uh, cây già lắm anh em bay bay tàn đẹp ha thân lắc lượng duyên nữa già dạ khú luôn cây hoành 16 cao 22 ngang 32 ha tay cành cốt anh em mình coi em nuôi nè bự chà á luôn ha anh em nuôi cốt xăm trái bự chứ không phải nuôi nhỏ nhỏ cắt giật lập lập ra cho anh em mình đâu to bự lắm già dạ, ha già dạ khú luôn để em đứng lên em quay cái ở trên cho anh em mình xem ha trên nhìn xuống đây anh em già dạ lắm ơi rồi, cây này em xin cho lưu với anh em mình là 1400k ha anh em, 1400k bao ship. Cũng mã số cuối cùng của video 273 ha, một cái cây uh, linh sam bám đá anh em. Cái em coi cái phôi nè, phôi chất lượng ha, bám đá khá đều đẹp luôn. Linh sam này linh sam kim sông hình ha anh em. Chất lượng khá là chất lượng luôn ha anh em. Cứ ngắt rồi, này về anh em nuôi thêm bô tàng nữa là lụm thôi. Đó, đẹp làm hàng mini bám là cứ ngắt rồi anh em cứ ngắt cứng khừ luôn nè cao tầm anh em coi tay em ra 20 xăng ha cục đá này môi xuống đây còn khúc nữa chắc cục đá này ra có 18 xăng anh em đó anh em xem 300 ha anh em 300 bao ship cây này giờ 300 bao ship ha này cái ship em cắt cái bầu gọn gọn cho nó nhẹ hết anh em gọn lên 300 bao ship rồi anh em nó kết cái mã số nào alo ủng hộ cho em hết anh em anh em siêu tầm về cây về mình chơi tết giờ là vừa ha còn có tháng nữa anh em siêu tầm về mình chăm tới đó là vừa đẹp luôn rồi em uh, chân thành cảm ơn anh em mình nhiều ha